Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức hết sức đặc biệt thưa quý vị. Tin tức liên quan tới Covid-19 ở Việt Nam, liên quan tới du khách Anh. Và đây là một câu chuyện hết sức đẫm nước mắt, đầy nước mắt, đầy tiếng khóc và có thể nói là một câu chuyện kết thúc rất có hậu ngày trở lại Việt Nam thưa quý vị. À, thì trên màn hình đây là một cuốn sách đặc biệt của một nữ y tá người Anh và quý vị còn nhớ đến một cái câu chuyện hết sức là nổi tiếng đó là bệnh nhân một cặp vợ chồng bệnh nhân người Anh đã bị Covid-19 ở Việt Nam. Thì trên một cái chuyến bay họ đi du lịch Việt Nam của Vietnam Airlines thì người chồng ngã bệnh trước thưa quý vị và là bệnh nhân thứ 27 trong đại dịch Covid-19. Người vợ sau đó cũng mắc bệnh Covid-19 thưa quý vị và đó là bệnh nhân thứ 32. Thì khi người chồng bị bệnh tức là ông Baker được đưa vào bệnh viện nhiệt đới trung ương ở Hà Nội để chữa trị và ông đã bất tỉnh mê man trong một cuộc điều trị có thể nói hết sức lâu dài kinh hoàng thở bằng máy oxy và có thể nói là một trong những trường hợp nặng nhất trong cái thời kỳ đầu của đại dịch Covid-19. Cả hai vợ chồng đều hết sức hoang mang khi mà cả hai vợ chồng À, với cái uh, hành trình đi du lịch Việt Nam, bỗng nhiên biến thành hai bệnh nhân nằm vật vạ, coi như là chết đi sống lại ở bệnh viện uh, ở Hà Nội, thưa quý vị. Và hôm nay là ngày trở lại của cặp vợ chồng người Anh. Họ quyết định trở lại Việt Nam để du lịch một lần nữa nhằm mà kết thúc cái giấc mơ đi du lịch ở Việt Nam mà đã bị phá vỡ lần trước bởi Covid-19. Thì có thể nói là xin nhắc sơ lại là đây là một cái trường hợp hết sức nặng nề và Việt Nam đã cố hết sức để cứu chữa, cứu sống cho cặp vợ chồng du lịch người Anh này và chi phí lên tới hàng trăm ngàn đô la, thưa quý vị, hết sức kinh hoàng. Nhưng phía Việt Nam với cái lòng bao dung và chấp nhận rủi ro nhiều y bác sĩ lúc bây giờ cũng đã nhiễm bệnh COVID-19, thưa quý vị. Thì để cảm kích cái tấm lòng nhân hậu của người Việt Nam thì hai vợ chồng này đã quyết định ghé thăm lại Việt Nam và ghé thăm lại bệnh viện nhiệt đới trung ương ở hà nội thưa quý vị và hình ảnh quý vị thấy là cuộc uh, trùng phùng hết sức uh, cảm động của cặp vợ chồng uh, du khách tên sean elison baker uh, sau khi uh, lành bệnh thì hai vợ chồng đã trở về anh và viết uh, cuốn sách như quý vị thấy ở phần đầu của video với lời tựa là cảm ơn Việt Nam thưa quý vị và rất may mắn là hai vợ chồng đã có bảo hiểm để mà chi trả một phần lớn cho cái uh, chi phí nhưng mà cái vấn đề tình cảm và vấn đề uh, gọi là sự bao dung, sự uh, hy sinh quên mình của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam đã làm nên một cái uh, chấn động về uh, nhân sinh quan của những người ăn thừa với vị và đây là người thật việc thật đã trải qua một cái hoàn cảnh hết sức bi đát khi mà dính bệnh covid 19 ở thời kỳ đầu và báo chí Việt Nam cũng đã đưa tin rất nhiều về cặp vợ chồng người Anh du khách Anh này bị kẹt ở Hà Nội và bất tỉnh mê mang rồi uh, thở oxy rồi y tá y bác sĩ giành giật cuộc sống uh, hàng ngày để mà cứu bạn sống của hai vợ chồng này thưa quý vị có thể nói rằng uh, ngày trở về nước anh ngồi trên xe lăn thưa quý vị được đưa ra phi trường sau khi uh, được uh, giám nghiệm là không còn covid 19 có thể nói rằng chuyến đi hết sức bất ngờ từ một cái chuyến đi với dự định vui vẻ gặp nhiều nơi thăm nhiều di tích thắng cảnh của Việt Nam thì bỗng dừng ngã bệnh vì Covid-19 và có thể nói là qua cái sự cứu chữa tận tình của những y bác sĩ bệnh viện nhiệt đới trung ương khiến cho như luận anh à, Hết sức cảm phục à, Việt Nam Đã hy sinh Công sức, tiền, bạc Rồi cả Tính mạng nữa thưa quý vị Như đã nói là Nhiều y bác sĩ đã nhiễm bệnh Trong cái thời gian COVID à, Thề thảm như thế thưa quý vị Và đây là những hình ảnh à, Khi mà ông Parker Bị nhiễm COVID-19 Cùng với bà vợ cũng bị nhiễm Covid-19 ở Việt Nam thưa quý vị. Hình ảnh hết sức đau thương hai vợ chồng nhiễm Covid-19 từ hai vợ chồng đang vui vẻ với dự tính là sẽ có một cuộc hành trình vui vẻ du lịch Việt Nam bỗng dưng tai họa ập đến do Covid-19 không biết từ đâu thưa quý vị. Nhưng mà sau khi được cứu chữa lành lặng thì hai người đã trả ơn Việt Nam. Như tôi đã nói là bà vợ đã viết một cuốn sách nói về cuộc hành trình bất ngờ dính bệnh Covid-19 và xuất bản ở bên Anh rất nổi tiếng thưa quý vị. Và trong năm nay họ đã trở lại Việt Nam để tiếp tục cuộc hành trình du lịch mà họ dự tính từ năm trước đã bị phá hủy. Thì, à, việc đầu tiên sau khi đáp xuống sân bay à, nội bài thì hai vợ chồng đã điện thoại cho bệnh viện à, nhiệt đới trung ương hà nội để mà nói lời cảm ơn và đích thân đem quà tặng đến tặng các y bác sĩ trong đội ngũ mà đã từng cứu bạn hai người này thưa bị và câu chuyện đã hết sức à, cảm động, đầy nước mắt và đó là câu chuyện ngày trở lại Việt Nam đầy cảm xúc thưa quý vị của một ánh nhìn của một cặp vợ chồng uh, du khách người Anh và đó là cái tấm lòng của người Việt đối với uh, những du khách coi như không quản ngại bất cứ tiền bạc công sức thời gian kể cả tính mạng hy sinh nữa thưa quý vị điều này đã rung động trái tim của những người ở nước Anh qua một cái câu chuyện hết sức đặc biệt này và quý vị thấy trên màn hình thì hai vợ chồng ông bà Sam Ellison Parker đã chụp hình cùng với một số y bác sĩ ở khoa hồi sức tích cực Intensive Care Unit và với khẩu hiệu tất cả cho sự sống hồi sinh thì đây là một câu chuyện hết sức đẹp, đầy ý nghĩa nhân văn, nhân đạo, đầy tình người. Và sau đây là một uh, vài hình ảnh cận cảnh của uh, quyển sách đặc biệt cá ơn Việt Nam của bà nữ y tá Sean Ellison Becker, thưa quý vị. Bà cho biết là đã bay theo hãng British Airways trên máy bay 747 rồi sau đó thì chuyển sang chuyến bay Việt Nam Airlines VN54 để đến Việt Nam thưa quý vị. Và câu chuyện của họ bắt đầu vào tháng 4 ngày 8 năm kia để mà chuẩn bị đi du lịch Việt Nam thì bỗng trở bệnh thưa quý vị. Rồi nói chung đây là một cuốn sách hết sức đặc biệt. Trong đó hết lời cảm ơn bác sĩ Phúc rồi bác sĩ khiêm vân vân thưa quý vị thì chương trình từ thủ đô washington với luật sư trưởng thiền đến nay tạm chấm dứt xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh thành thật cảm ơn xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới